Chương 700 dựa vào nắm đấm. Cứu cuối cùng rời đi, mắt cổ quái không quên để lại các khó chịu khi mình nhìn Mục Trần làm hắn run bắn người, cơ như nhìn một cái tên biến tái lợi dụng một cô bé nhỏ. Nhưng mà câu nói của Mạn Đà La kia hắn không thể thanh minh, chỉ đành thở dài bực bội, ấm cô bé về phòng. Ngươi vì bất hủ đồ lục trong cơ thể ta mới tiếp cận ta phải không? Mục Trần nhẹ nhàng đặt Mạn Đà La lên giường khẽ hỏi. Mạn Đà La mở hai mắt, gương mặt búp bê biếng nhác trả lời. Chứ không lẽ người chẳng lẽ nghĩ rằng ta tới với người vì anh người anh Tuấn à? Người biết bất hủ thần điện, Mục Trần hỏi vào vấn đề chính. Mắt Hoàng Kim đột nhiên tì hí như con mèo còn hơn dối. Mạn Đà La không trả lời nhưng mà đáp án quá rõ ràng tìm hắn cò giật liên hồi. Cô bé này quả nhiên biết bất hủ thần điện, vậy chắc chắn biết vạn cổ bất hủ thần. Cô bé này nay lịch gì? Không nên hỏi thì đừng có hỏi, đối với người chẳng có gì tốt. Hắn muốn hỏi tiếp thì Mạn Đà La nghiêng người xoay vào trong, giọng trẻ con thành túy lại mang uy nghiêm khó lường. Mộc Trần nheo mắt hỏi. Vậy người có thể nói cho ta biết, một tờ bất hủ đồ lục trong người ta có lợi ích gì cho người? Mạn Đà La trầm tư. Tờ bất hủ đồ lục của người có chứa thần văn Mạn Đà La thượng cổ, một loài hoa thần có sức phong ấn vạn vật. Ta dùng nó để áp chế lời nguyền trong cơ thể ta. Lời nguyền. Mục Trần ngẩn ra. Một lời nguyền khiến ta thống khổ sống không bằng chết. Nó không ngừng tỏa ra đau đớn thống khổ. Mức độ thống khổ của nó khiến cho cường giả trí tôn cửu phẩm phải hồn phi phách tán vì chịu không nổi tra tấn. Cô bé kể lại giọng bình tĩnh. Mục Trần lạnh gáy. Cường giả trí tôn cửu phẩm cũng là hồn phi phách tán. Muốn thử không? Mạn Đà La mở to mắt Hoàng Kim nhìn Mục Trần nở cũng nụ cười tinh quái. Cô bé vươn tay ra. Một luồng sáng đỏ nhạt bắn tới thân thể Mục Trần. Mục Trần lập tức bị khựng người run rẩy kịch liệt, mắt hẳn tơ máu điên cuồng, mặt mày nhăn nhó dễ sụa, tiếng rên khàn đầu khó khăn cất ra từ cổ họng. Cơn đau kinh khủng không cách kiềm chế đang lan từng ngóc ngách trong cơ thể. Sự đau đớn khiến đầu óc muốn phát điên, cũng may cơn đau không kéo dài, chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Mục Trần ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa như tắm, trợn mắt nhìn Mạn Đà La. Người vừa làm gì? Có bấy nhiêu mà cũng chịu không nổi. Ta lúc nào cũng phải chịu cái thứ đó. Mạn Đà La nhếch môi khinh bỉ. Mục Trần giật mình nhìn cô bé đang ngồi trên giường, không biết phải nói gì, đột nhiên cảm thấy thương hại. Cái thống khổ đó thực sự bản thân hắn trải nghiệm một thoáng qua mà không cách nào chịu được. Thế nhưng cô bé kia lại có thể nói chuyện bình thản. Sức chịu đựng đương nhiên là liên quan tới thực lực, nhưng ý chí cô bé rất kinh người. Thần văn Mạn Đà La trong bất hủ đồ lục của ta có thể giải thoát khỏi lời nguyền. Mục Trần hỏi. Giải thoát? Không thể nào. Mạn Đà La cười châm chọc. Nhiều lắm chỉ là giả một chút. Trừ khi tìm được hoa Mạn Đà La thượng cổ chân chính mới phá nổi lời nguyền. Mục Trần im lặng. Cái gì là Mạn Đà La thượng cổ? Ngài cũng chưa từng nghe qua. Hiển nhiên độ hiếm của nó so với mấy nguyên liệu tù luyện đại nhật bất diệt thần chỉ có gấp hơn nhiều lần. Yên tâm đi, ta không có đoạt bất hủ đồ lục của ngươi. Nó xem ra đã dung hợp với ngươi, hung hăng đoạt lấy không chừng khiến cho thần văn bị hư hại. Mạn Đà La thấy Mục Trần trầm tư tưởng rằng hắn đang lo mình bị cưỡng đoạt, nhếch môi trấn an. Mục Trần thở phào nhìn Mạn Đà La hỏi. Tên của người chắc cũng không phải Mạn Đà La. Cái tên thôi mà. Mạn Đà La không nói nhiều. Còn nữa, Mục Trần đảo mắt nhìn lên xuống Mạn Đà La. Cái dáng vẻ trẻ con này cũng là giả chứ. Ta không tin một kẻ thực lực khủng bố lại là một tiểu cô nương thế này. Cái điệu này quá nửa là một lão yêu quái. Tưởng tượng khung cảnh tối nằm ôm một lão yêu quái trong lòng Mục Trần cũng dùng mình, thật mà khó diễn tả. Mạn Đà La thấy vẻ của Mục Trần cau có. Đừng có lấy tuổi con người mà định tuổi kẻ khác. Nếu so với tuổi tác, con cừu u tước kia chẳng hơn người mấy tuổi đâu. Ngươi không phải con người. Mục Trần kinh ngạc. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Mục Trần lười trả lời, cuộn mình vào chăn. Ngươi cứ lo mà tù luyện đi. Chỉ cần ở gần người ta cũng có thể mượn năng lực thần phán áp chế lời nguyền. Ta có lợi gì? Mục Trần cười. Mạn Đà La bực bội tung chăn ngồi dậy, mặt cực kỳ quái dị liếc nhìn Mục Trần. Ta không giết người chẳng phải là điều lợi nhất cho người còn gì? Mục Trần giật mình run rẩy nghiến răng nói. Xem như người lợi hại. Mục Trần tới cạnh giường ngồi xếp bằng, không quan tâm tới cô bé, nhắm mắt kết ấn tiến hành vào trạng thái tu luyện. Ngay lúc đó Mạn Đà La lật chăn chui ra, mắt Hoàng Kim giống như dị quang khẽ lẩm bẩm. Đại nhật bất diệt thần, không ngờ nó lại xuất hiện đó. Những ngày sau đó, cửu để Mục Trần nghỉ ngơi sau đại chiến,
Thời gian của hắn trở nên thanh nhàn, nhưng trong cửu cung thì bất tất bật vô cùng. Tranh đoạt đại la kim chỉ, Mộc Trần giúp cửu cung lấy không ít thể diện. Cửu nhân đó là thừa thắng xông lên, định giành lại danh vọng cho cửu cung. Hiện giờ trong cửu vương, cửu cung là bạc nhược nhất. Muốn tăng cường sức mạnh, trước hết phải lấy lại địa bàn chính mình. Số lượng chi tôn hình dịch cống nạp của những địa bàn đó rất lớn, và thứ cần thiết đó tại ở cửu cung chính là chi tôn hình dịch nhu cầu cấp bách. Không đủ chi tôn hình dịch, cửu cung muốn tồn tại cũng khó nói gì là đến lớn mạnh. Hiện nay bao nhiêu thế lực đại la thiên vực đều đang quan sát cửu cung, hiển nhiên muốn xem sau lần này cửu cung trở mình sống dậy hay rốt cuộc vẫn là câu chuyện cười muôn thuở. Và rồi cửu u phái ra cùng lúc nhiều sứ giả tới các thành thị trước kia thuộc địa phận quản hạt của mình, thông điệp đơn giản: trở lại quy thuận cửu u cung. Hành động này của cửu u khiến người khác ngạc nhiên, nhiều kẻ bật cười. Nữ nhân đúng là nữ nhân, là việc nhu nhược, không lẽ chỉ mấy lời thoảng qua mà muốn đám thành chủ quy thuận Khuyết Ưng Điện đổi gió chờ cơ? Đúng như họ đoán, gửi sứ giả tới 50 thành thị, chỉ vài tòa đáp ứng vì bị Huyết Ưng Điện bóc lột quá nặng. Phần lớn là chẳng trả lời, một ít thì thẳng thừng đuổi sứ giả trở về, tư thái cực kỳ ngạo mạn. Hiển nhiên có Huyết Ưng Điện chống lưng, họ đâu có xem thế lực vương cấp bạc nhược nhất đại la thiên vực là cái đinh gì. Cái này khiến cửu u cung bề ngoài có vẻ khốn đốn, nhiều người tặc lưỡi lắc đầu. Huyết Ưng Điện thì hả hê châm chọc, có vẻ còn khoái trá sau khi bị Mục Trần áp chế sĩ khí ở đại la kim chi. Đại la thiên vực sôi động là thế, nhưng cửu u cung vẫn yên tĩnh như không. Cửu u cung bên ngoài một cung điện lớn, cửu vệ đồng nghịt đang nghiêm trang chỉnh tề, quân khí nghiêm nghị tràn ngập khắp vùng, khiến sinh vật ở trong vùng cũng là không dám kêu một tiếng. Cửu đứng ở trước cổng cung điện, nàng mặc giáp trụ áo choàng tơ đen phủ xuống như thác, đôi chân thon thả đứng thẳng, nhìn vào danh sách trong tay ghi chép hồi đáp các thành thị nàng gửi sứ giả tới. Cửu vẫn bình tĩnh, chẳng hề nóng giận, ngược lại cười thầm, ngẩng lên nhìn gã thống lĩnh trước mặt, ném tờ danh sách cho hắn. Danh sách ở đây cả, tiếp theo xem người làm việc. Mục Trần nhận lấy danh sách, miệng mỉm cười, xoay nhìn xuống cánh quân đen xỉ như mây đen. Gần đây phòng thành trong đại la thiên vực có lẽ các người cũng nghe, có vài kẻ có chủ mới nên chẳng biết nể sợ. Với những kẻ đó, chúng ta nên làm gì? Giết! Tiếng quát đồng thanh vang, khí thế đẩy áp, sát khí tràn ngập. Toàn bộ cửu vệ hừng hực trên ý, rốt cuộc sau bao năm nhẫn nhịn, họ có thể giải phóng sự bức bối trong người. Người ta nói rằng đạo lý cửu cùng từ mồm mà ra. Mục Trần lạnh lẽo nhìn xuống mọi người, chậm rãi bước tới, cỗ linh lực đẩy uy áp bùng lên dữ dội. Nhưng hôm nay chúng ta cho chúng biết, cửu cùng chúng ta đạo lý là quả đấm. Đi! Mục Trần quát lên ra lệnh, dẫn đầu bay lên trời. Đường băng lập tức vung tay, cửu vệ nhất tề khởi binh như một đám mây đen lớn xuất hiện giữa thinh không. Sát khí ngùn ngụt bốc lên giữa bầu trời đại la thiên, khiến nhiều kẻ phe phái giật mình. Cửu cung đã bắt đầu dở ra thủ đoạn lôi đình. Chương 701, hai lựa chọn. Cửu cung sát khí ngút trời kiến bạo, phía phe phái thế lực trong đại la thiên cũng phải chú ý động thái hướng đi của cửu vệ, mắt đầy thâm ý. Cửu cung ra thông cáo với những thành thị vốn thuộc quyền sở hữu, nhưng chỉ vài kẻ hồi đáp. Chuyện cờ này sớm lan truyền khắp đại la thiên, trở thành chuyện bàn luận, đặc biệt là Huyết Ưng Điện. Nhưng dù họ cười nhạo cũng hiểu rõ cái cục tức từ cửu cung tuyệt đối không có nuốt trôi. Hay nói cách khác, đại la thiên vực sau này cửu cung khó mà yên ổn. Một thế lực mất mặt như thế, dù có được thiên tướng hoàng ngầm ủng hộ cũng khó tồn tại. Với bộ dáng này, cửu cung hiển nhiên bắt đầu hành động. Bất quá cửu cung mấy năm nay phát triển trì trệ, yếu kém nhất trong thế lực cửu vương. Dù rằng hiện tại cửu độ kiếp thành công về, nhưng một thế lực không chỉ dựa mỗi chủ nhân lớn mạnh được. Thế lực vương khác dưới trướng cường giả như mây, còn trong tay cửu, ngoài Mục Trần mới biểu hiện cường hãng, những người khác chỉ là tầm thường. Mà tranh đấu chư vương đại là thiên vực chỉ là trông cậy vào tướng lĩnh dưới quyền, vương chủ không thể ra tay. Do đó hành động lần này cửu cung có hiệu quả gì không, ai nấy tỏ ra nghi ngờ. Mục Trần tỏa sáng trong đại chiến đại là kim trì, nhưng chỉ một mình hắn. Những thành chủ ở đây không ai là nhân vật tầm thường, nhiều kẻ thậm chí danh tiếng khả khá trong đại la thiên vực. Do vậy hành động đoạt lại uy quyền của cửu cung hôm nay thành công hay không còn là chuyện khó nói. Huyết Ưng Điện,
Trong một tòa cung điện lớn, Huyết Ưng Vương thượng tọa, hiên ngang uy vũ, mặt đỏ ngầu nhìn dưới, miệng mỉm cười nhìn ngắm. Cửu cùng rốt cuộc ra tay. Huyết Ưng Vương cười nhạt nhìn Ngô Tiên hờ hững, cất tiếng hỏi: "Chuẩn bị chu đáo chưa?" Tất cả thành chủ đều tập trung ở Ma Mãng Thành, chỉ cần hắn dám tới, chắc chắn không đòi lại được thể diện, càng thêm mất mặt. Ngô Thiên cười nguy hiểm: "Những thành chủ đó có thể cai trị cả một thành trì, đương nhiên có thực lực bất phàm, mà những kẻ đầu hàng trong đó không ít người thực lực chẳng kém tứ đại thống lĩnh, chẳng qua tuổi tác họ khá cao, nên mặt tiềm lực không thể so sánh. Lúc này họ tập trung lại một chỗ, đương nhiên là có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Cửu cung kia ngoại trừ cửu u chỉ có Mục Trần khá một chút, hắn muốn dùng sức một người chống cự bao nhiêu thành chủ thì có thể nói là ngu không tưởng. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, khó làm đại sự." Huyết Ưng Vương cười khinh thị: "Cửu trở về thực lực đại tăng nhưng hành động quá vội vàng, cơ sở cửu cung quá mỏng, mới đặt chân về muốn thu lại những địa bàn kia sao? Đâu có dễ vậy, cho rằng uy hiếp mấy năm này của Huyết Ưng Điện chẳng đáng vào đâu à?" Cái tên Mục Trần kia tuy rằng tiềm lực không tồi, nhưng mấy tên thành chủ ai không phải là cáo già, sao đừng có Huyết Ưng Vương ủng hộ. Lần này Mục Trần không chỉ là lấy lại thể diện không được, còn là tiếng tăm khó khăn tạo dựng e rằng cũng tiêu tan. Đến lúc đó con đàn bà cửu u kia cũng nên biết chênh lệch to lớn giữa cửu u cung cùng Huyết Ưng Điện. Ma Mãng Thành, một tòa thành thị quy mô khổng lồ, tọa lạc ở Tây Bắc Đại La Tiên Vực. Đây là thành trì quan trọng, độ phồn vinh chủ phú thuộc hàng nổi bật. Năm xưa cửu u cung được cấp cho quản lý thành thị này khiến không ít người náo mắt. Ngay sau khi nàng biến mất không lâu, Huyết Ưng Vương này nhanh tay thâu tóm. Ma Mãng Thành hôm nay có vẻ náo nhiệt, không trùng rộng lớn của thành thị xuất hiện vô số bóng người từ tứ phương kéo tới hạ xuống vào thành. Linh trận truyền tống trong thành liên tục lóe xoáng hào quang. Từ một ngày trước có tin tức thành chủ La Mãng đã triệu hồi. Tuy rằng tất cả phụ thuộc Đại La Thiên Vực, nhưng mấy năm này cửu cung suy thoái, La Mãng có giá tâm không nhỏ, tự nhiên không muốn Huyết Ưng Điện. Trong mắt hắn, cửu chẳng thể nào so sánh bằng Huyết Ưng Điện đang như mặt trời giữa trưa. Hắn có gan lộ liễu triệu tập binh mã chống đối cửu cung, tự nhiên là không thể thiếu ủng hộ của Huyết Ưng Điện. Vùng đất trung ương Ma Mãng Thành, một cái quảng trường rộng lớn, bức tượng mãng xà to lớn cao ngàn trượng sừng sững nhìn xuống tòa thành. Quang quanh quảng trường hôm nay đông nghịt người, cười nói ồn ào, bóng người liên miên ập tới. Lơ lửng trên không trung, những kiến trúc lầu các trong quảng trường cũng đầy áp người. Mái mắt tập trung dưới chân pho tượng Ma Mãng. Nơi đó có mười mấy thạch tọa, những đầu lĩnh cao cấp của cuộc triệu tập này đều ở đó, ngồi theo thứ tự linh lực súng mãnh tỏa ra. Năm người có khí tức trầm ổn, nhãn thần nộ tinh quang, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Trong số họ, ba người chính giữa linh lực mạnh nhất. Người chính giữa ba người vận hắc bào, thân hình vạm vỡ, đầu tóc cắt ngắn, gương mặt thô lỗ luôn mỉm cười, đôi mắt sâu như độc xà rình rập làm người ta lạnh tim. Trên cổ hắn có xăm một hình tượng hắc mãng xà đang há miệng cắn, vẻ dữ tợn đầy quỷ dị. Hắn mỉm cười tủm tỉm dựa vào ghế đá, bàn tay chà chà tay vịn, dáng vẻ chẳng hề lo lắng. Cơn thịnh nộ của cửu cung sắp sáng xuống. Cái đó chính là thành chủ Ma Mãng Thành, La Mãng. Hắn cai quản Ma Mãng Thành nhiều năm, là kẻ giả dối tàn nhẫn, thực lực ở trí tôn nhị phẩm nhiều năm, bây giờ xem như là trí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ của hắn ở trong thành chủ đầu phục Đại La Thiên Vực cũng là người có danh vọng. Hai bên La Mãng là hai trung niên khá ốm, chính là thành chủ Huyết Thiếu Thành cùng Hắc Nham Thành, thực lực đạt đến trí tôn nhị phẩm. Nhưng ánh mắt họ lại không có vẻ chấn định như La Mãng. Đối với họ, đắc tội cửu u cung không phải chuyện vui sướng, nhất là nghe cửu u hiện tại độ kiếp thành công, thực lực sánh ngang trí tôn ngũ phẩm, chẳng yếu hơn Huyết Ưng Vương. Hai vị chớ nên lo lắng, cửu u dù khác xưa nhưng mà cửu u cung yếu nhược. Cả tần thống lĩnh dù có chút năng lực, chỉ là một tên nhóc trẻ người non dạ khó làm trò gì. Nhưng nhận thấy sự bất an của hai người, La Mãng cười nhạt nói: "Hai vị thành chủ nghe vậy mặt cũng giãn ra một chút. Thế trận chúng ta bây giờ thấy tên tiểu tử mà tới e rằng cũng chạm sáng mồm mồm. Lúc đó dạy dỗ hắn một chút, sau đó ôn hòa đàm luận, có lẽ thừa sức chế ngự hắn." La Mãng mỉm cười: "Hơn nữa các vị chưa quên lời hứa Huyết Ưng Vương đại nhân, chỉ cần chúng ta ngăn chặn cửu u cung đuổi họ về, thì sau đây chúng ta chân chính gia nhập Huyết Ưng Điện, lúc ấy cần gì ngại cửu u nữa." Hai vị thành chủ gật gù: "Nếu được là nhân sự chính thức Đại La Thiên, dĩ nhiên tốt hơn cái địa vị thành chủ kham khổ. Thu nhập thành trì rất xa xỉ nhưng đa phần phải lộp cho các thế lực. Thế nhưng chúng ta nhân số tuy áp đảo,
Một số đông vẫn chưa dám hoàn toàn trở mặt với Cửu U Cung. Thanh chủ Huyết Thiếu khẽ nói. La Mãng nhếch môi. Sao vậy, cần phải cho họ hết hy vọng với Cửu U Cung? Chỉ cần đẩy lui được binh lính Cửu U Cung phái tới, tất nhiên họ biết cách chọn lựa. Hai gã kia gật đầu định tám chuyện nữa, đột nhiên giật mình nhìn hướng tây bắc thành trì. Nơi đó xuất hiện cột sáng bắn lên trời, chính là hào quang linh trận truyền tống. Quả nhiên tới thật là nghe còn không sợ cọp. La Mãng cười khẩy lầm rầm, vô số ánh mắt mà mãng thành nhìn về hướng cột sáng. Sau đó họ thấy một đám mây đen to lớn từ linh trận ào ào bay ra, luồng khí tức lạnh lẽo sát phạt bao phủ quảng trường, không ít người biến sắc vì sát khí lạnh lẽo của cánh quân này chấn nhiếp. Trong lòng bất giác cảm thán, quả là đại la thiên, ngay cả Cửu U Cung chiến lực kém cỏi nhất cũng nặc một cánh quân khí thế đến vậy. Mây đen kéo tới, chẳng kiêng nể ai, bay giữa quảng trường lơ lửng trên không. 1000 binh sĩ nghiêm cẩn không một tiếng động, những con mắt sát phạt quét xuống dưới. 50 vị thành chủ nhất thời biến sắc, là mãn hoạt trợn mắt kinh nghi, cất tiếng cười khẩy đứng dậy giả là ôm quyền. Các đại nhân Cửu U Cung đại giá quang lâm, thật khiến Ma Mãng Thành nở mày nở mặt, chẳng biết hiện tại vị nào là tân thống lĩnh Cửu U vệ. Giọng La Mãng hùng hồn vang lên, mọi ánh mắt hướng về Cửu U vệ. Đám mây đen rẽ ra một con đường, lộ ra bóng người cao cao chậm rãi tiến tới. Đứng chưa phía trước Cửu U vệ, mắt đèn ấy quét nhìn mười mấy vị thành chủ khí thế bất phàm, chính giữa hắn mỉm cười lẩm bẩm: thế trận không tồi. Đột nhiên con người lóe sáng lạnh lẽo, âm thanh hắn trở lên sắc như đào phòng: hai lựa chọn, quay lại quy thuận Cửu U Cung hoặc bỏ lại ghế thành chủ. Giọng lạnh như băng vang, không khí toàn thành đặc lại, ai lấy là trợn mắt nín thở. Tần thống lĩnh Cửu U Cung thật là bá đạo tuyệt luân. Chương 702 Kim Thân. Lời nói lạnh lùng mà đầy bá khí vàng khiến cho những tiếng ồn ào trong thành đột ngột nặng tăng. Ai nấy kinh nghi bất định nhìn gã thống lĩnh áo đen bá đạo trên không. Không ai dám nghĩ gã tần thống lĩnh Cửu U Cung lại có thể cường liệt như thế. Chỉ mới xuất hiện chưa có đứng vững lại thốt ra lời này, hắn không sợ phản tác dụng nào, mọi người ở đây lập tức trở mặt. Chỗ này tới 50 vị thành chủ à? Ai nấy nhìn nhau, tân thống lĩnh Cửu U Cung này bày ra hành động bất thường đáng kinh ngạc. Trên quảng trường đám thành chủ là biến sắc khiếp kinh. Thế trận của họ muốn dùng thanh thế áp đảo đám Cửu U Cung. La Mãng tin rằng một tên nhóc thực lực bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm, đối diện áp lực đó phải bị kinh sợ, ngoan ngoãn bước chân vào đàm phán để hắn có thể nắm cán chủ động. Chuẩn bị điều này là vì La Mãng xem như chu đáo, nhưng nhé mắt sự chuẩn bị của hắn thành ra thất thố, vì hắn thấy rõ thế trận mình bày ra lúc này trở thành bàn đạp cổ vũ sĩ khí cho Cửu U vệ. Gã tần thống lĩnh Cửu U Cung này chẳng thèm ngó vào đâu. Sau một hồi chấn kinh, nóng giận nổi bừng, gương mặt La Mãng xa xăm nhìn chăm chăm Mục Trần cười khẩy: vị tần thống lĩnh này uy phong lớn thật, chỉ bằng một mình lời ngươi mà đòi bãi chức thành chủ, tất cả chúng ta ngươi nghĩ mình là ai? Vài thành chủ khác cũng tỏ ra phẫn nộ, nhưng phần lớn là mắt lóe lên khó hiểu. Khí thế Mục Trần thực sự là quá kinh, cơ bản không giống như là đến để lùi kéo họ về với chủ, mà ngữ khi đó rõ ràng đâu có ý thương lượng. Trên bầu trời, Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, mắt đen nhẹm lạnh lẽo. Hắn đương nhiên nhìn thấu suy tính La Mãng, cũng biết tính cách tên đó. Với một kẻ gian xảo như thế, chỉ cần lùi một bước hắn là tiến 10 bước. Chỉ có một biện pháp, không cần nói nhiều, một cước bá đạo đạp vô mặt hắn, không cho hắn cơ hội thoái lui. Lời Mục thống lĩnh là quyền quyết định của Cửu U Cung chúng ta. Phía sau Mục Trần, Đường Băng lạnh lùng lên tiếng: nếu các người thấy không phục, cứ đến gặp Tam Hoàng mà khiếu kiện. La Mãng biến sắc, vẻ mặt càng xa xăm. Mục Trần nặng lẽo nhìn qua từng vị thành chủ, thản nhiên nói: vị thành chủ nào còn trung thành với Cửu U Cung, dĩ nhiên chúng ta giữ lại. Nếu ai nghĩ rằng cái chức vị này có thể áp chế ta, ta cho hắn hiểu rằng thành thị thuộc sở hữu Cửu U Cung, kẻ nào thấy khó chịu thì thống lĩnh ta sẽ bị phế hắn đi. Ta nghĩ cái ghế thành chủ hấp dẫn này cũng không ít người hứng thú. Nhiều thành chủ nghe mà run rẩy, gã thống lĩnh kia không lẽ bị điên, ngay tức khắc bãi nhiệm nhiều thành chủ như thế? Cửu U Cung không lo thành thị hỗn loạn sao? Bất quá nếu Cửu U Cung thực ném bình đập hố, bãi chức toàn bộ họ, tính ra bản thân họ là tổn thất cực lớn. Đúng như lời Mục Trần, ghế thành chủ không biết bao nhiêu kẻ thèm khát. Lãnh địa Đại La Thiên vực rộng lớn thế này, cường giả bầy bầy, muốn tìm người thay thế họ cũng không phải không thể. Nhiều thành chủ lòng thấy bồn chồn lo lắng, ta nghĩ có hay không mình đang quá đáng.
ép cho cửu u cung phải ra tay tới mức lưỡng bại câu thương. Hơn nữa cửu u cung có ổ dù che chở, lần này đại chiến có tổn thất lớn vẫn có thể duy trì. Còn bọn họ nếu mất vị trí thành chủ, coi như tan nhà nát cửa, thu nhập tiêu tùng, không có tài nguyên đại la thiên vực cung cấp, con đường tu luyện của họ cũng gian nan hơn nhiều. Những thành chủ đó sắc mặt thay đổi khó lường, hành động bất chấp hậu quả của Mục Trần khiến họ hoảng hốt, vẻ tức giận hóa thành trần trừ không quyết. La Mãng thấy ánh mắt lạnh đi, đã quá xem thường gã tần thống lĩnh cửu u cung này. Cái tên nhóc chết bầm trẻ tuổi này làm việc cực kỳ cương quyết dị thường, thái độ độc ác ném chuột không sợ vỡ bình, khiến cho không ít kẻ tâm tư dục dịch. Hừ, nói nhăng nói cuội, dù là những thành thị chúng ta thuộc về địa phận quản hạt Huyết Ưng Điện, bổ nhiệm thành chủ phải do Huyết Ưng Điện chấp trưởng đầu đến người khua mồi múa mép. La Mãng lạnh lùng phản báo pháo, lúc này nếu im lặng tất là khiến nhiều kẻ sợ hãi rút lui. Mọi người chớ bị cái tên nhóc này dù hù dọa. Huyết Ưng đại nhân đang xem biểu hiện của chúng ta đó. Ba chữ Huyết Ưng Vương làm đám thành chủ trở nên giật mình kinh sợ. So với cửu ù vắng bóng một thời gian, dĩ nhiên Huyết Ưng Vương có uy hiếp nhiều hơn. Nhiều thành chủ đang lưỡng lự, lúc này càng khó quyết định. Thật ra họ quy thuận ai cũng vậy, họ vẫn phải lục thuế má, gia nhập bên này là đắc tội bên kia. Cửu cung anh Huyết Ưng Điện thế lực nào cũng cấp vương, họ chẳng thể đơn độc chống cự. Trên bầu trời Đường Băng thấy đàm phán thành chủ lùng này vì Mục Trần dọa, lúc này là bị La Mãng hù cho kiếp sợ, nhất thời tức giận nghiến răng. La Mãng thì thở vào trong lòng nhìn bầu trời cất tiếng: vị tần thống lĩnh cửu u cung này, chuyện chúng ta không muốn cương liệt đối đầu, nếu muốn chúng ta đầu phục cửu u cung, ta nghĩ người tới hỏi Huyết Ưng Vương đại nhân. Nếu đại nhân đồng ý, bọn ta đây không một lời dị nghị. Mọi ánh mắt lúc này là đổ dồn về Mục Trần, cục diện đá quà đá lại loạn tới vậy, nếu hiện tại thống lĩnh cửu u cung rút lui, e rằng trở thành trò cười đại la thiên vực. Mục Trần nhếch mép cười nhìn xuống La Mãng, nói vậy là Mãng thành chủ không đồng ý đề nghị của ta. Không phải là không đồng ý, chỉ là muốn người hỏi Huyết Ưng Vương đại nhân La Mãng thời gian. Gian manh, hắn cười khẩy. Lời như vậy cũng chẳng có gì để thương lượng. Mục Trần bất đắc dĩ, mắt chợt trông lạnh lẽo. Đúng là không có gì để nói. La Mãng đứng dậy, tay khoanh trước ngực, dáng vạm vỡ áp lực nặng nề. Tên tiểu tử non trẻ nghĩ rằng bà xạo dằm bà cầu có thể khiến hắn kinh sợ sao chứ? La Mãng có thể đạt được danh vọng hôm nay đâu phải nhờ cái miệng. Tiểu tử này thực lực là chí tôn nhất phẩm cũng dám cản sỡ, nghĩ rằng đánh bại được Tào Phong thì không cần kiêng nể kẻ khác trong đại la thiên vực sao? Trên bầu trời, Mục Trần cười đầy sát ý, bất chợt hào quang lóe, mang theo tiếng long ngầm vọng ra. Vù, thân hình hắn biến mất. Chính lúc này La Mãng dùng mình cũng lùi gấp, thế nhưng bất ngờ không gian phía sau như bị xé toạc, long ảnh hiện trưởng phòng bọc trong tử hỏa vỗ mạnh lưng hắn. Uỳnh, La Mãng nghiêm mặt không né tránh, lật tay đối trưởng, linh lực dũng mãnh như hồng thủy cuồn cuộn sâng. Đùng, hai trường đối chiến kình lực bắn tứ phương, cho họ đứng lập tức nát ra, khẽ nứt nan tràn, những thành chủ xung quanh lập tức tản ra nhường võ đài cho họ. Xoẹt xoẹt, hai người ngạnh đấu, lôi điện đột nhiên xoẹt qua quanh người Mục Trần, hắn thôi động lùi thần thể tối cường, tung một quyển sấm sét. Người nghĩ rằng chỉ bản thân người mới luyện thân thể, La Mãng phẫn nộ cười gằn, dậm chân mạnh xuống, hình hắc xàm hắc xà hình uốn éo như thật, thân hình nháy mắt hóa ngầm đè như cục sắt, cho nên rắn chắc cứng cáp vô cùng. Năm ngón tay nắm lại, lần nữa ngạnh chiến đối đầu với lôi quyền Mục Trần. Đùng, mặt đất xung quanh chỗ đó sụp đổ, chỉ có mặt đất quảng trường ngay dưới hai người. Không có việc gì, sức mạnh cuồng bạo của họ chấn kinh vô số người. Nhiều kẻ biết thực lực La Mãng càng thêm chấn động. Năm xưa La Mãng giành quyền chủ là nhờ nắm đấm một đường tiến tới, mà Mãng thần quán là không chỉ sức mạnh to lớn, còn rắn chắc như kim thiết, độ mạnh mẽ của thân thể có thể nói là hàng đầu trình độ chí tôn nhị phẩm của đại la thiên vực. Thế mà hôm nay lại chỉ đánh ngang tay với một tên tiểu tử thực lực chí tôn nhất phẩm. Hảo tiểu tử, quả có năng lực, bất quá muốn đối phó ta người còn kém. Hai đấm ngạnh đấu, La Mãng cười dữ tợn, mặt hơi kinh khiếp. Vì thực tế cảm giác cho thấy so đấu sức mạnh đơn thuần, hắn chẳng có chút thượng phong. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, khóe miệng cười khẩy. Vậy ư, thế thì nếm thử sức mạnh kim thân ta mới đạt được xem nào. Đôi mắt đèn lóe kim quang, làn da lôi điện rực rỡ nhanh chóng ánh bạc chuyển thành hoàng kim, nhìn hắn như khối bạc được luyện kim chuyển hóa thành vàng khối. Cút, nắm đấm hoàng kim gia tăng kinh lực tống thẳng vào hắc quyền La Mãng, lần này kinh lực khủng bố như núi lửa bùng nổ. Uỳnh, trong tiếng kinh lực vang,
Mọi người trố mắt nhìn thân hình La Mãng bị đánh bay loạng choạng trên đất, để lại một vết dài ngàn trượng. Bụi mù bốc lên, mặt đất tả tơi, vô số người kinh hãi. Gã kia lại một quyền đánh bay La Mãng. Chương 703: Bãi miễn. Khe nứt dữ dội từ quảng trường kéo ra, nhìn như con rắn lớn hùng tợn dưới mặt đất, khiến cho không ít người hai mắt giật giật. Những cường giả hiểu biết thực lực La Mãng càng thêm nghiêm mặt. Lần đầu tiên thấy La Mãng đối đầu một chí tôn nhất phẩm lại thua kém về sức mạnh thân thể. Tần thống lĩnh cửu cùng thật không đơn giản. Đầu khe nứt, gã thống lĩnh kia vẫn giữ tư thế tung quyền, thân thể lấp lánh kim quang, sức mạnh cường hãn có hình dung. Rất nhiều vị thành chủ biến sắc, không ngờ Mục Trần dùng sức mạnh thuần túy đánh bay La Mãng, thật khó tin. Mục Trần chậm rãi thu quyền, mắt hoàng kim lãnh tĩnh, nhìn nắm đấm của mình mà nhíu mày. La Mãng có thể trở thành thành chủ Ma Mãng Thành, lại là một trong những thành chủ hàng đầu, quả thực lực mạnh mẽ hơn người. Lần đầu tiên đối chọi, hắn thấy rằng lôi thần thể tối cường cũng không thể áp đảo La Mãng. Từ khi Mục Trần tu luyện lôi thần thể tới nay, nhờ vào sức mạnh thân thể giao chiến với đối thủ đồng cấp đều chiếm ưu thế, thậm chí đối thủ mạnh hơn hắn cũng cho rơi xuống hạ phong. Mà hiệu quả lôi thần thể vừa nãy lại kém như thế, xem ra thần thuật luyện thể của La Mãng chẳng kém chút nào. Xem ra phải tìm một thần thuật luyện thể phù hợp hơn. Mục Trần thoáng lấy ý định, thực lực hắn đã tăng lên cấp tốc, lôi thần thể trở nên không bì kịp. Nhưng cũng mày có cái lợi ích nhất, khi Mục Trần tu luyện lôi thần thể không phải sức mạnh thân thể, mà là năng lượng lôi điện rèn luyện căn cơ thân thể. Trụ cột thân thể càng kiên cố, sau này tu luyện thần thuật luyện thể khác cũng tạo thành hiệu quả lớn, thành tựu ngút trời. Điều này hắn là hiểu nhiên, thần thuật luyện thể khác không thể sánh bằng. Dù sao mà nói, lôi thần thể ngay cả Bắc Minh Long Cổn cũng khen nức nở. Đùng, Mục Trần đang mải nghĩ, một tiếng nổ vang ở đầu khe nứt, đá vụn văng tứ tung, linh lực hùng bá tung hoành, La Mãng lại xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này quần áo trên người rách te tua, thân hình cứng như thép lộ vạm vỡ cường tráng, hình xăm cự mãng hắc ám tỏa ra cảm sắc lạnh lẽo. La Mãng sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn Mục Trần giọng điểm nghiền. Không hổ là thống lĩnh cửu u cung, thực lực chỉ là nhất phẩm, có sức mạnh cơ thể lợi hại như vậy. Mục Trần cười nhạt. Bớt quá, hôm nay người muốn chúng ta quy thuận cửu u cung, Ma Mãng Thành là kẻ đầu tiên không chấp nhận. Lời hắn vừa dứt, mọi người kinh nghi giật mình. Xem ra Mục Trần là chọc giận La Mãng. Lời còn không thấy dây dưa, củ cơ mặt tuyệt cự tuyệt rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần thản nhiên như không, điều này chẳng hề làm hắn tiếc nuối. Thoáng liếc nhìn La Mãng, ta cũng nói thẳng với người, lúc này người là bị cách chức thành chủ Ma Mãng Thành, sau đó người không còn tư cách đại diện cho Ma Mãng Thành. Lão sược, La Mãng nổi giận đùng đùng, sát khí đại tăng, nổi sát tâm với Mục Trần. Không ngờ tên kia ngoan độc như thế, không chỉ muốn lôi kéo Ma Mãng Thành lại, mà còn muốn bãi chức thành chủ của hắn. La Mãng dậm chân búng người, mặt đất vỡ tung, linh lực cuồng bạo bộc phát, cái bóng hắc ám to lớn ngưng tụ bên ngoài thân thể. Hắc ám chuyển động như con mãng xa khổng lồ, tiếng rít chói tai làm linh lực thiên địa chấn động. Cự mãng hắc ám đáng sợ uốn người giữa trời đất, mắt rắn lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, tiếng rít dữ tợn vàng. Ta muốn xem thử ngươi có tư cách gì bãi chức ta. Đó là Ma Mãng Pháp Tân. Nghe năm xưa La Mãng chém trọng thương một con thiên ma mãng, uống máu nó dung hợp vào thân thể tự luyện ra Ma Mãng Pháp Thân. Ma Mãng Pháp Thân này không được xếp vào 99 chí tôn pháp thân nổi tiếng, nhưng uy lực của nó là không kém nhiều. Nhất thời trong vùng vàng cái tiếng bàn tán ồn ào, những kẻ còn lại nghe mà kinh hô. Phương thức tu luyện pháp thân của La Mãng thật nguy hiểm, hai loại máu khác nhau dung hợp đã khó, huống hồ còn là máu linh tú, đương nhiên bài xích lẫn nhau. Nếu vô ý có thể khiến tâm mạch nổ tung tan xác, xem ra La Mãng còn gặp không ít cơ duyên mới có thể chịu đựng được rồi luyện ra Ma Mãng Pháp Thân. Cũng khá kinh ngạc đấy. Ngẩng lên nhìn con cự mãng hắc ám, Mục Trần nhíu mày, La Mãng đúng là có bản lãnh, lại có thể tu luyện ra pháp thân quái dị như thế. Muốn dùng chí tôn pháp thân lấy lại thể diện à? Mục Trần cười, nụ cười càng nguy hiểm, tay kết ấn, đặt cho người hiểu, so đấu sức mạnh thuần túy không bằng. So với chí tôn pháp thần, người càng tồi tệ. Dứt lời kim quang rực rỡ bùng phát, cái bóng khổng lồ rực rỡ giữa trời, các khổng lồ sừng sững giữa trời, vầng liệt nhật xoay tròn sau gáy, kim quang sáng chói khắp thân thể như pho tượng vàng uy nghiêm vô cùng. Rầm rầm, chí tôn pháp thần xuất hiện,
linh lực thiên địa xung quanh như thủy triều dạt ra khiến mọi người kinh hãi. Giả thân giả quỷ, là mang gào lên, hắn cũng chấn kinh vì áp lực khó tin toát ra từ chí tôn pháp thân kia. Nhưng cùng đã lên giấy, hắn không còn đường lui. Mà mã ngấn, là mã không cho Mục Trần thêm thời gian chấn kinh, mọi người vội hét to công kích hắc ám bắn lên. Mà mãng khổng lồ lao lên trời, hình tháng tướng hắc ấn từ hình mà mãng trên cao ập xuống đè hoàng kim pháp thần. Mục Trần hờ hững nhìn ma mãng ấn, cơ bản chẳng thèm né, chỉ giơ một bàn tay lên. Kim quang bùng cháy trong tay, một vầng liệt nhật kim sắc xuất hiện. Bùm, bàn tay to lớn xuyên qua hắc ấn, áp lực hung hăng chụp lấy thân thể ma mãng. Kim quang rực rỡ phá tan hắc ấn tối tàm. Một con rắn chết cũng dám lớn nối chấn áp, giọng Mục Trần vang vọng thiên địa. Một tay quật con ma mãng gào thét xuống đất, bàn tay như tòa núi lớn đập lên thân thể. Chát, đất đá văng tứ tung, ma mãng rít đau đớn bị đập lún vào lòng đất rồi tan nát. Người xem quanh đó thần tình sợ hãi, không ngờ thế công hùng mãnh trong tình thế bắt buộc đó của ma mãng bị Mục Trần một trưởng phá nát. Chí tôn pháp thân người này sao lại mạnh tới thế? Ma mãng bị chấn nát là mãng là run rẩy khó tin. Lúc này ngạnh đấu sức mạnh hắn còn ngang ngửa một chút, giờ triệu hồi chí tôn pháp thân là bị áp đảo hoàn toàn. Đáng hận, tên khốn này tu luyện pháp thân chí tôn gì mà mạnh như thế? Là mãng gầm gừ khó chịu cực độ. Để ta cho ngươi xem thử tư cách của ta. Một trường đập bẹp ma mãng ấn, hoàng kim pháp thân dường cặp mắt vĩ đại nhìn ma mãng pháp thân. Kim quang rực rỡ ào ào lan ra, phạm vi trăm dặm ai cũng thấy. Linh lực cuồng bạo cực độ bạo động trên trời như cơn mưa thiên thạch quần thảo khí quyển. Là mãng sắc mặt khó nhìn lên trời, rồi quàng màng nhìn sang Huyết Thiếu Thành cùng Hắc Nham Thành quát lớn: hai người các ngươi cùng theo ta đánh. Huyết Thiếu Thành và Hắc Nham Thành nhìn nhau đành nghiến răng phóng lên. Xoẹt, chính lúc đó dao động linh lực bất thường từ bầu trời ập xuống, ai nấy tròn mắt. Sau đó hắc liền từ mây cao hạ xuống, hóa thành hai chùm hắc ám như vận thạch hung hăng hướng xuống nện vào hai vị thành chủ. Linh lực khủng bố bộc phát, hai thành chủ vừa bay lên là bị ép xuống mặt đất. Ầm, vẫn thạch kim sắc từ trời rơi xuống, hoàng kim pháp thân hạ xuống một bàn tay khổng lồ mang vầng liệt nhật to lớn hướng tới La Mãng. Áp lực khủng bố bao phủ, mặt đất ầm ầm lún xuống, sắc mặt La Mãng kịch biến, hiển nhiên là thấy sợ hãi trước thế công của Mục Trần. Muốn đánh bại ta cũng không dễ như vậy. La Mãng gào lên dữ tợn, hai tay giơ lên, dốc tận linh lực tuôn ra, hắc ám như sọc nước nở dâng lên, làm cho một vùng không gian dưới đất tối đen. Chí tôn pháp thân quán không mạnh như Mục Trần, dù sao cũng có thực lực chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, lượng linh lực hùng hậu hơn xa đối thủ, thực sự không sợ ngạng đấu chút nào, cùng nắm thì lưỡng bại cầu thương. Chỉ cần phong tỏa nhuệ khí của Mục Trần, chuyện quy thuận hôm nay là không cần phải nói. Kim nhật rơi xuống, hùng hăng đối chiến với biển linh lực hắc ám của La Mãng. Ai lấy trợn mắt nhìn, một đòn này đã có thể phân định thắng bại. Chương 704, cửu u chiến ý. Kim nhật rực rỡ chói lóa ập xuống, hùng hăng đánh vào luồng linh lực như ma mãng kia. Đùng, vụ lổ bắn ra sóng khí dữ dội như hồng thủy, quảng trường cứng chắc cuộn nền như sóng nước, âm âm sụp đổ tan hoang, đẩy những khe nứt nan ra khắp mặt đất. Quảng trường vốn là rất đông người, lúc này ai lấy hoảng sợ bay tứ tán ra chỗ khác, sợ bị liên lụy kéo vào uy hiếp. Ma mãng phệ thiên kính, La Mãng hùng hàn dữ tợn hét lên, linh lực mênh mông trào ra đổ vào ma mãng pháp thân. Linh lực hắc ám phát ra tiếng rít ghê người, tạo thành đôi mắt đỏ tươi đầy huyết sát. Khí tức hùng lệ bạo phát, La Mãng hấp thụ tinh huyết của thiên ma mãng, khiến linh lực bản thân sinh ra khí tức hùng lệ cuồng bạo, hùng hãn hơn nhiều so với linh lực bình thường. Thông thường khi đối chiến rất nhiều lần, bởi ưu thế hùng bạo của linh lực, La Mãng đánh bại đối thủ, tiếc rằng lần này không đạt được hiệu quả như trước. Linh lực Mộc Trần không chỉ có bất tử hỏa, lúc này còn tăng phúc bởi đại nhật viêm, đồ bá đạo hùng tợn hơn xa tinh huyết của thiên ma mãn. Ma mãn tăng sức, kim nhật càng sáng chói rực rỡ chói lòa, đại nhật viêm cuồn cuộn cháy bùng. Chỉ mới tiếp xúc khiến cho linh lực hùng lệ của ma mãn bốc khói tan biến cấp tốc.
Những tay ngầm chói tai, tiếng rít đau đớn của con rắn bị chặt đuôi vàng, sắc mặt là mãng cũng biến động kịch liệt, khó tin hiện rõ. Hắn không ngờ linh lực đáng tự hào của hắn là bị đối phương hóa giải nhanh chóng cùng dễ dàng như thế. Lúc này Mục Trần chẳng cho hắn nhiều thời gian mà kinh ngạc, kim nhật ập xuống đập vào mà mãng pháp thần, đùng mặt đất sụp đổ, mà mãng pháp thần bị đánh lún vào đất, cả quảng trường rộng lớn sụp đổ, cả bức tượng ma mãng ở giữa quảng trường cũng bị chấn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Trên bầu trời kim quang tan đi, pháp thần hoàng kim đứng giữa trời tư thái ngạo nghễ hờ hững mà uy nghi. Bụi mù dưới đất dần tan bớt, mọi người chớp mắt nhìn xuống hít hà. Ma mãng pháp thần đã tan nát tè tua, linh lực dao động hỗn loạn, pháp thần trở nên trong suốt rồi tan biến hoàn toàn. Mọi người hiểu rõ, ở dưới đó là mãng lao đảo bò dậy mặt tái mét miệng chảy máu. Hiển nhiên là mà mãng pháp thần bị Mục Trần đánh nát chân thần trọng thương. Mà mãng pháp thần bị đánh nát, nhất thời tiếng ở trong khu vực xôn xao. Hiển nhiên là màn đối chiến dùng động kia khiến nhiều người chấn kinh. Thực lực La Mãng là chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, với mà mãng pháp thần khá đặc biệt, trong hàng chí tôn nhị phẩm khó gặp đối thủ. Thế nhưng hiện tại bị một gã chí tôn nhất phẩm hùng hằng đánh vỡ nát, chuyện này cơ bản không ai nghĩ tới. Những thành chủ khác thấy cục diện này nhất thời cũng nghĩ ngợi. Tần Tống lĩnh cửu U Cung lại có thể cường hoành hung hãn như thế, lẽ nào đã đến thời đại quật khởi của họ. Huyết Tiếu thành chủ, Hắc Nham thành chủ sắc mặt khó coi, lúc nãy Mục Trần trấn áp đến trở tay không kịp, để hắn tận dụng thời cơ tập trung đánh bại La Mãng. Tại Nhật Bất Diệt Thân đứng sừng sững giữa trời, mắt hoàng kim hờ hững nhìn giọng ồm ồm vàng, xem ra ta có tư cách bãi chức nhà ngươi. La Mãng mặt tái xanh bất chợt cười quỷ dị quay qua hai gã thành chủ quát: Huyết Ương Vương đại nhân sạn ký, nếu người hôm nay để tên nhóc này khốn đắc ý thì đừng có mong mà có ngày an ổn. Huyết Tiếu thành chủ, Hắc Nham thành chủ biến sắc, cả hai nghiến răng đứng phát dậy. Trong đám thành chủ xung quanh, vài người mắt lóe, rồi bốn trong số đó lao ra. Bốn gã thành chủ này trước này là thân cận với Huyết Ưng Điện, xem như lành vuốt của Huyết Ưng Điện, biết rõ nếu để Cửu U Cung thuận lợi thu phục đám thành chủ đây, dĩ nhiên kết quả họ chẳng tốt đẹp. Họ tuyệt đối không để Mục Trần tiếp tục. Dù rằng mới vừa rồi chứng kiến chiến lực dữ dội của Mục Trần, trong tâm đã chẳng dám khinh thường. Dù sao đông người hơn, liền thủ chấp Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng hòng thắng. Mặc cho mang tiếng ỷ đồng hiếp yếu, cậy ra bắt nạt trẻ thời điểm này hiển nhiên phải bất chấp. Sao bị thành chủ bay lên trời, vậy thành hình bán nguyệt trước mặt đại nhật bất diệt thần, linh lực hùng hậu bùng lên. Nhìn thấy cục diện thay đổi trong vùng vang tiếng kinh ngạc, nam thành chủ kia định liên tục đối phó mình Mục Trần sao? Hả, Mục Trần ngươi có lợi hại hôm nay lẽ nào là lấy được một đấu bảy? La Mãng cười khẩy định lao lên không trung đắc ý cười. Đề tiện, đường ăn vẫn nộ quát. Trên bầu trời đại nhật bất diệt thần sáng lấp lánh, chân thân Mục Trần hiện ra đứng trên đầu pháp thần, nhìn xuống bảy người khẽ cau mày. Thực lực mình có thể độc đấu La Mãng cũng nạp phí hết tuyệt chiêu, dù sao thực lực chân chính mới chỉ là chí tôn nhất phẩm. Nếu còn đối chiến với sáu gã thành chủ khác thực lực chẳng thua La Mãng bao nhiêu thì khó mà chống cự. Mục Trần, ta không muốn ép người, nếu giờ quay đầu rời khỏi ta đảm bảo người về không sứt mẹ, La Mãng quát lên điều đỉnh. Mục Trần nghe thế chỉ cười, nhìn đăm đăm vào đám thành chủ lùi xa làm khán giả bên dưới lớn tiếng hỏi: còn ai nữa không? Đám thành chủ kia thấy hắn chấn định như thế, lòng khâm phục, không ai lên tiếng, không ai bước xa. Đám họ khác với đám La Mãng, dù trước đây là vì nhiều lý do đầu phục Huyết Ưng Điện, trùng quỳ vẫn là tình thế ép buộc, mà mấy năm nay cũng bị Huyết Ưng Điện bóc lột không ít, nên tình cảm chẳng có mấy. Chỉ vì năm xưa Cửu U Cung quá yếu nhược nên họ không thích đầu phục dưới trướng. Có điều hôm nay đã khác, Cửu U Cung dường như là bắt đầu xứng với tầm cỡ của nó. Vậy là chỉ có 7 tên các người. Mục Trần tỏ ra hài lòng, số thành chủ hoàn toàn bị Huyết Ưng thu phục chỉ là số ít. Và đám 7 người này là đầu tiêu, chỉ còn loại bỏ đám này mục tiêu xem như giải quyết xong. La Mãng cười khẩy châm chọc, hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Đã đem thang cho người xuống đài mà còn không xuống, vậy chớ trách ta. Ỷ đồng hiệp ít mà nói. Mục Trần đột nhiên nhếch miệng đáp: cũng không phải người mới nghĩ ra chiêu này. La Mãng biến sắc giật mình quay qua đám mây đen dày đặc cứu vệ. Quân đội trận thế nghiêm mật, khí thế hùng dũng làm hắn hơi run run. Hừ, một đám ồ hợp mà thôi. La Mãng tự chấn an, cứu vệ trong số các quân đoàn đại la thiên vực là kém cỏi nhất, chả có danh tiếng, giờ này chui rúc ở Cửu U Cung, đối mặt khiêu khích chỉ biết cúi đầu chịu sỉ nhục, ai cũng khinh thường nào có chiến lực. Thế à? Mục Trần mỉm cười, đột nhiên à, đại nhật bất diệt thần cấp tốc trở về lơ lửng phía trên Cửu U vệ. Cửu U vệ, Mục Trần hô. Hay, tiếng quát nhất thề đối ứng.
khiến cho cực kỳ khí thế. Bất chợt linh lực từ đâu bùng lên xé nát mây trời, mà người chấn động kinh nghi. Cứu vệ như là một con hùng sư bất hiện sơn, bất lộ thủy, lúc này bắt đầu thức tỉnh. Cửu U chiến ý, mục trần quá to. Lập tức trong tay mỗi chiến binh cửu vệ xuất hiện một thanh hắc trọng kích. Trong tiếng leng keng rầm rầm vang một cái giọng điệu hùng tráng. Một luồng chiến ý ngập trời bùng phát như lôi đình xuất hiện. Cả cánh quân chuyển sang trạng thái chiến đấu. Chiến ý ngút ngàn, ngừng tụ giao thoa, tạo thành một mảng hải sương chiến ý tối tăm. Trong vùng không gian chiến ý đó, tiếng sấm rền rĩ liên hồi như là chống trận thúc sục sôi sục. Ngừng luyện chiến ý, đám bảy cái thành chủ kia nhìn biến sắc. Cứu vệ lại có thể thực chất hóa chiến ý vô hình, chỉ có quân đội trải qua trăm tồi nghìn luyện mới tạo ra nổi. Chớ có lo, cứu vệ tuy có thể luyện chiến ý, nhưng không có người thống lĩnh chỉ huy. Mục Trần mới nhậm chức chấp trưởng cứu vệ, các bạn không có khả năng dung hợp chiến ý này. Là mãng quát lên trấn an những kẻ còn lại. Sau người kia tròn mắt gật gù, đúng thế. Muốn điều khiển chiến ý quân đội thống lĩnh phải dung hòa chiến ý. Mục Trần mới chỉ đặt chân tới Đại La Thiên Vực, làm thống lĩnh cứu vệ chỉ là thời gian ngắn. Bất kể thế nào cũng chắc chắn chưa nắm giữ được chiến ý cửu vệ. Nhưng hiện thực tàn khốc ngay lúc Mục Trần cười phất tay sơ lên. Gương mặt bảy người cứng lại, sững sờ hoảng hốt tột độ, cộng với sự khó tin không thể giải thích. Vì theo cú vẫy tay, hải dương chiến ý theo lệnh tự tạo gió, hắn thực sự có thể điều khiển chiến ý cửu vệ. Mục Trần nháy mắt hóa một thành 1.000. Nói cách khác, lúc này là bảy vị thành chủ đối mặt với thế công khủng bố của 1.000 Mục Trần. Chỉ mới tưởng tượng ra chính là mãng cũng là trắng bệch mặt mày. Chương 705 áp đảo. Chiến ý như mảnh hải dương lượn lờ trên đầu đội quân cựu u vệ, tối tăm đầy vẫn nộ, hừng hực đầy hùng hãn. Mà mãnh thành đầy người kinh ngạc quan sát cảnh tượng không tránh khỏi chấn kinh cùng sợ hãi. Họ biết muốn tạo ra chiến ý thực chất thế này thì quân đội phải đáp ứng được yêu cầu hạ khắc thế nào. Cánh quân đó trải qua ma luyện quanh năm suốt tháng, khiến cho tần suất giao hòa linh lực mỗi linh chiến binh cân bằng ở một điểm kỳ lạ. Hơn nữa, mỗi người đều phải giữ tâm tính giống nhau, quyết chí tiến lên không chút sợ hãi. Khi đó ý chí được rót vào linh lực, đơn độc chiến ý hòa quyện vào nhau tạo thành nguồn năng lượng đáng sợ. Đội quân có chiến ý mới chân chính có lực chấn nhiếp đáng sợ. Hơn nữa, chiến ý nếu chỉ ngưng luyện ra được chẳng có tác dụng, còn phải có người thao túng phát huy chiến ý trở thành năng lượng hủy diệt. Muốn thao khống chiến ý của quân đội thì vị thống lĩnh trung tâm phải đạt được trình độ nhất hồ bá ứng, như vậy mới có thể giải phóng sức mạnh. Nãy dĩ nhiên muốn đạt đến trình độ đó, vị thống lĩnh phải cùng huấn luyện nâu xài phối hợp ăn ý với binh sĩ mới có. Một điều nữa, người thao khống chiến ý sẽ bị nó xâm nhập cơ thể. Nếu tâm trí không kiên định, e rằng nháy mắt bị tàn mất ý chí bản thân, thậm chí bị chiến ý thao khống ngược lại, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì lý do đó, người ta nhìn thấy Mục Trần thao túng cựu u chiến ý tương tự, gương mặt họ là đầy giấy kinh ngạc. Mục Trần đặt chân tới Đại La Thiên Vực mới chỉ vài ba tháng, thời gian thống lĩnh cựu vệ còn ngắn hơn. Ai nghĩ ra rằng với thời gian ngắn như thế hắn phù hợp với chiến ý cựu u vệ đến trình độ này. Bảy gã thành chủ mặt mày xanh trắng trợn ngược, họ biết rõ một khi Mục Trần thực sự điều khiển được cựu u chiến ý, vậy họ chẳng còn cơ hội nắm lấy phần thắng. Trái ngược với vẻ tuyệt vọng của đám người kia, Mục Trần yên tĩnh an tọa trên đầu đại nhật bất diệt thân, hờ hứng vô hồn, ánh mắt nóng rực. Chiến ý hùng hậu là dũng mãnh tuôn vào cơ thể, nhưng mấy năm khổ tù giúp hắn có ý chí vững như bàn thạch. Chỉ 1.000 binh sĩ dữ dội hùng bạo, nhưng muốn cắn nuốt ý chí của hắn dĩ nhiên là không thể. Chiến ý như đại hùng thì cuồn cuộn tàn phát trong cơ thể Mục Trần, khiến ý chí bản thân hắn dâng trào. Mắt trừng trừng nhìn Na Mãng, tay thong thả giơ mạnh mẽ chỉ xuống, ngón tay chỉ chậm chậm như là không gian bị cô đọng chặn lại, rồi không gian đó nhanh vỡ ra như thủy tinh, mắt thường có thể thấy rõ vết nứt nan tràn. Wow! Hải xương chiến ý gào lên hóa thành những chùm tia sáng bắn ra. Chùm hắc ám ngưng tụ chiến ý và linh lực cứu vệ được Mục Trần điều khiển, uy lực của nó là cường giả chí tôn tam phẩm cũng chỉ có thể tránh. Bảy các thành chủ kinh biến vội vận sức gầm lên, linh lực bộc phát dốc hết tất cả, bắn ra bảy luồng công kích linh lực khổng lồ, quần sáng hạ xuống như bức màn ngăn cách sống chết.
lùng, dù vậy chùm ánh sáng hắc ám chẳng hề bị chạm, quầng bạo hùng hãn đập vào quầng sáng đó. Bùm bùm bùm, hắc ám trùng kích, lực đạo đáng sợ lần lượt phá nát bảy quầng sáng áp đảo tuyệt đối, khiến khán giả há hốc mồm kinh ngạc. Phòng ngự liên kết của bảy vị thành chủ lại yếu ớt tới mỏng manh như tờ giấy. Phụt, phòng ngực bị phá. Bảy người mặt đỏ phun máu điên cuồng thê thảm vang đi, dao động linh lực cực kỳ hỗn loạn. Bảy người chật vật rút lui, mắt càng hoảng sợ vì chùm hắc ám phía sau phá tan phòng ngực của họ không hề giảm thế công, hung hăng lao thẳng tới chân thân. Công kích cấp độ này nếu bị đánh trúng e rằng họ không chết cũng tàn phế, mục trần kia hoàn toàn không có chút khoan dung. Cả bảy người bất giác lạnh mình. Tần thống lĩnh cựu ô cùng thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng hề cho kẻ địch một cơ hội nhận đầu hàng, chắc chắn là muốn giết gà dọa khỉ. Véo, chiến ý lao tới nháy mắt ập tới họ, không gian tàn vỡ làm bảy người càng sợ hãi. Áp lực đáng sợ như thế, tiếng đầu hàng bị tắc trong cổ họng không phát ra được. Đám khán giả chấn động ồ lên, những thành chủ đang quan chiến mặt mày run rẩy. Tần thống lĩnh cựu ô cùng muốn giết người lập uy, chết chắc rồi. Ngay khi bảy người tuyệt vọng nhắm mắt đợi tia sáng xóa sổ, tiếng ưng gáy vang rền thiên địa. Rét một luồng màu đỏ xuyên không gian ập tới, tốc độ kinh người hung hãn nện vào chiến ý màu đen. Đùng, hai luồng năng lượng đáng sợ đối chọi, lực bùng phát phá hoại tứ tung. Bảy vị thành chủ bị sóng kích quét tới, cả người không tự chủ như trái sung bắn đi xa, lăn lòng lóc trên con đường thành thị, để lại vết nứt dày ngàn trượng. Mục Trần nhíu mày chú ý nhìn hướng kia, không trung bên đó từ khi nào nhuốm thành một màu đỏ như máu. Bầu trời đỏ nhanh kéo tới, lóe lên xuất hiện không trung thành thị. Huyết quang tàn, một cánh quân đội đứng trên huyết vân xuất hiện, toàn thân giáp đỏ, áo choàng, tay cầm huyết thương sát khí ngập tràn tỏa khắp vùng. Phía trên cánh quân đỏ chót nổ một mảng chiến ý đỏ ngầu ngưng tụ hóa thành huyết vân, bên trong đó một gã thanh niên khoanh tay đứng nhìn. Đó là huyết ưng vệ, còn thống lĩnh Ngô Thiên của huyết ưng điện cũng hiện. Cái này hay à, ngay cả huyết ưng vệ cũng xuất động. Mọi người trong thành thấy quân đội đỏ như máu kia, nhất thời bàn tán, sắc mặt quái lạ. Xem ra cựu cung và huyết ưng điện chân chính trở mặt đối chọi, quân đội cũng huy động kéo tới. Đường bằng thấy huyết ưng vệ xuất hiện, gương mặt càng cao có, lắc mình hiện cạnh Mục Trần cái nói. Là Ngô Thiên. Mục Trần gật đầu nhìn xa xa cười. Các người cuối cùng cũng không yên. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Vốn dĩ kế hoạch chuẩn bị ở mà máng tanh là khiến Mục Trần mất thế tề diện. Ai ngờ hắn chẳng những không mất mặt, còn tát ngược vào mặt huyết ưng điện bôm bốp mấy cái. Nếu lúc này còn không xuất hiện, e rằng tiếng tam huyết ưng điện cũng ảnh hưởng không ít. Mục Trần dẫn người cửu cùng cút khỏi mà mãnh thành, chỗ này là địa bàn huyết ưng điện không hoàn ngành người. Ngô Thiên lạnh lùng đe dọa. Mục Trần nghe vậy cười thản nhiên. Bảy kẻ kia bị bãi trước thành chủ, từ hôm nay thành thị đó trở về quyền chủ tể của cửu u cung ta. Huyết ưng điện nếu còn dám nhúng tay, đừng trách cửu u cung không nói tình cảm. Ngô Thiên giận dữ trừng mắt, khẩu khí lớn thật. Muốn cấp thành thị này đi, e rằng ngươi không có năng lực. Huyết ưng vệ, Ngô Thiên hô lên, biển mây đỏ máu nhất tề đối ứng, sát khí bùng phát, chiến ý ngập tràn toát ra đầy tình huyết. Huyết ưng vệ chính là cánh quân trọng yếu của huyết ưng điện, quân số tới 5.000, quy mô hơn hẳn cửu u vệ. Chẳng qua lúc này không có xuất binh toàn bộ theo Ngô Thiên, nhưng số lượng hắn kéo tới cũng gấp đôi cửu u vệ. Khán giả trong thành thị thấy huyết ưng vệ khí thế kinh người, sắc mặt biến đổi không ít. Nghe nói huyết ưng vệ mở rộng lãnh thổ, từng làm những chuyện nạm sát sân cơ trong thành. Thành ra trong đại la thiên vực, huyết ưng vệ hung danh vang xa, tiếng tam hơn hẳn cửu u vệ. Ngô Thiên bước trên huyết vân cuồn cuộn, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, giọng vang rền khắp thành. Cho người 10 giây lập tức cút khỏi mà mãng thành cho ta, bằng không. Với cái gia sàn bằng này của cửu u cung hôm nay là toàn bộ phải bỏ xác tại đây. Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt dần lạnh, cất giọng lạnh nhạt trả lời. Xin lỗi nha, nhưng ta không chịu. Chương 706, đánh cược. Tiếng cười khiêu khích của Mục Trần vàng khắp mà mãng thành khiến không gian ngừng lại. Ai nấy trợn mắt cảm nhận bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Ha ha, rất thẳng thắn. Ngô Thiên cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, hắn càng cười dữ tợn, tay nắm lại biển mây chiến ý toát ra, huyết khí tanh tưởi. Ngô Thiên cười tủm tỉm, cửu u cùng đã muốn động thủ, vậy hậu quả tự gánh.
Giờ ngươi đừng có mong cửu vương là đến cứu các ngươi. Sát khí bốc cao, đậm đặc cực độ. Những nơi này ta là truyền lại cho Ngô Thiên thống lĩnh. Tới lúc đó đừng mà khóc lóc kêu huyết ưng vương đại nhân. E rằng chỉ là đánh trơ mắt nhìn huyết ưng vệ tổn thất thảm trọng. Mục Trần cười đáp lời. Hà hà, gan to lắm. Ngô Thiên cười lớn, tiếng cười càng lạnh lẽo, hắn vùng tay. Để ta xem hôm nay mèo nào cắn mỉu nào. Ngô Thiên phất tay xuống, huyết ưng vệ quát như sấm. Linh lực huyết tình pha quyện với chiến ý, hiếu sát bụng lên, tạo thành không gian đỏ tươi ngập tràn. Biển máu dưới chân Ngô Thiên càng thêm hùng hậu, áp lực cường hãn làm cuồng phong nổi lên. Đường bằng nhất thời biến sắc, Ngô Thiên thống lĩnh huyết ưng vệ nhiều năm, dĩ nhiên rất thuần thục thao túng chiến ý huyết ưng vệ, uy lực rất mạnh bạo. Mục Trần, Đường Băng dương mắt nhìn Mục Trần mắt lo lắng. Mục Trần chỉ cười khẽ nói: Đường Băng tỷ an tâm, cứu vệ là tâm huyết bao năm của ngươi chẳng hề yếu hơn bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa đã giao cho ta thì Mục thống lĩnh ta đây không cho phép bất kỳ ai đánh bại được họ. Dù rằng cứu không về vấn đề cửu u biến mất mà tuột dốc không phanh, nhưng cửu u vệ được huấn luyện nghiêm ngặt chỉ càng tăng chứ không có giảm chất lượng. Thậm chí vì củng cố cửu u vệ năng chẳng hề dùng tới một giọt chí tô ninh dịch, tất cả dành cho cửu u vệ tu luyện. Có thể nói cửu u vệ là tâm huyết của Đường Băng. Cũng chính vì đối đãi như thế cho nên mặc kệ cửu u cung có suy giảm địa vị nghiêm trọng, cửu u vệ vẫn không rời khỏi, bảo tồn được chiến lực. Quân số cửu vệ tuy ít hơn huyết ưng vệ, nhưng xét về tích nhuệ độ, chưa ai thua ai. Đường Băng nhìn thấy nụ cười tự tin của Mục Trần, mặt mũi đỏ lên. Mấy năm nay người khác thấy nàng chịu đựng, mắng nàng ngu ngốc, nàng vẫn kiên trì, hôm nay được người ta hiểu cho khiến nàng nhất thời cảm động. Vậy người cẩn thận, Đường Băng hé môi, giọng êm tai, dịu dàng hơn trước. Mục Trần gật đầu nhìn xuống cửu u vệ. Mặt họ chẳng có chút sợ sệt, thậm chí còn có vẻ háo hức vì chiến ý bị đè nén đã lâu. Chỉ cần các người không sợ hãi, ta có thể lãnh đạo các người đối chiến với bất kỳ kẻ địch nào. Mục Trần lẩm bẩm, mắt càng kiên định, hắn vung tay hô to. Cửu u chiến ý. Tất cả cửu vệ dũng mãnh nện hắc trọng kích xuống, quát nên ầm ầm như sấm. Chiến ý hùng dũng hắc ám như là mây đen che phủ chân trời. Hai luồng chiến ý đối chọi phần không trùng thành hai nửa. Mọi người hoảng hốt rời khỏi phạm vi bao phủ của hai tầng chiến ý kia. Họ biết rõ một khi song phương động thủ, ảnh hưởng hơn xa khi trước, e rằng cả tòa thành này cũng có thể tàn hoang. Mà trước mắt bọn họ đều là tỏ ra bất chấp hậu quả. Cả tòa thành im phăng phắc, chỉ có hai luồng chiến ý dữ tợn gào thét lên trời, như hai con mãnh thú hùng dữ gầm gừ chuẩn bị lao vào cấu xé lẫn nhau. Đúng lúc đó, đồng thời ánh mắt Mục Trần cùng Ngô Thiên lóe sáng. Quỳnh, hai cỗ chiến ý đầy uy hiếp cùng lúc bắn ra như sóng thần cuồng nộ tấn công. Mọi người hồi hộp quan sát giữa không trung. Chính ngay lúc họ trông chờ một đòn đối chiến kinh thiên, thì không gian giữa hai luồng chiến ý đột nhiên biến dạng. Bóng người thình lình hiện, hai tay giơ lên phất một cái nhẹ, lập tức kìm giữ hai luồng chiến ý, nhanh chóng phá nát chúng thành hư không. Ồ, biến cố bất ngờ khiến người ta kinh nghi tròn mắt nhìn tới, rồi gần như lập tức cả thành thị xôn xao. Đó là một trong tam hoàng đại nhân Thụy Hoàng. Không ngờ lại kinh động tới đại nhân này. Trên bầu trời, Mục Trần và Ngô Thiên nhìn rõ người mới hiện, lập tức vội ôm quyền tham kiến đại nhân. Người kia biến nhắc qua tay, đây là hiển nhiên không phải bản thể Thụy Hoàng, chỉ là linh thể nhưng dễ dàng chặn đứng, phá hủy chiến ý của hai phe cứu vệ cùng huyết ưng vệ. Thực lực này đúng là sâu không thể lường. Đúng là trận chiến này của các người phù hợp quy tắc, nhưng mà mãng thành dù gì cũng là tòa thành quan trọng, bị phá hủy thì tổn thất không nhỏ đâu. Thụy Hoàng thản nhiên nói. Việc này ngoài ý muốn của huyết ưng điện, chỉ là Mục Trần tìm gây rối, các không biết trời cao đất dày, kính xin đại nhân bãi nhiễm thân phận thống lĩnh quán. Ngô Thiền trầm giọng nói. Ta đại diện cửu cùng tới thu hồi thành thị vốn thuộc sở hữu, huyết ưng điện lại nhúng tay quấy nhiễu trả giá đất là đương nhiên. Mục Trần phàn pháo. Thụy Hoàng khoát tay ngăn hai người cãi vã. Ở đây chẳng phải chỗ thích hợp xảy ra đại chiến, các người cũng vừa phải thôi. Hơn nữa đại là thiên vực chuẩn bị trừng phạt, tha hồ mà tranh đất cướp thành, tầm mắt các người sao chỉ bó hẹp trong cái thành thị này. Ngô Thiên nhíu mày. Thụy Hoàng ngờ đại là thiên vực địa vị cực cao, nơi người này tới địa vị Ngô Thiên dường như chẳng dám tranh luận. Hôm nay nếu mà bỏ qua sự việc huyết ưng điện chẳng có lợi ích.
Mộng đại nhân nói có lý, bất quá tòa thành do Huyết Ưng Điện quản lý nhiều năm, cửu quốc cung muốn thu hồi thoải mái như thế có thiện quá cho họ chăng? Đột nhiên có tiếng cười vang, một quang ảnh khác hiện ra đứng trên Huyết Ưng vệ, rõ ràng là Huyết Ưng Vương. Huyết Ưng Vương nộ diện, Ngô Thiên là thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì Huyết Ưng Điện người muốn thế nào? Cùng lúc đó là giọng Trào Phúng lạnh lẽo vang, linh thể của cửu u cũng hiện. Xem ra Nhị Vương đều chú ý đến tình hình cuộc chiến ở Ma Mãng Thành, do đó ngay cả Thụy Hoàng ra mặt họ cũng đều hiện thân. Trong thành, đám khán giả nhìn cục diện nuốt cả lưỡi, không ngờ trận tranh đoạt này là lại dẫn đến việc Nhị Vương Nhất Hoàng ra mặt. Hai thế lực này thực rất căng thẳng. Muốn thế nào? Huyết Ưng Vương cười gằn, các người muốn thu hồi thành thì cũng được. Mộng đại nhân đã nói chỗ này không thích hợp gây chiến, thì Huyết Ưng vệ sau 3 ngày là đợi các người ở quân đấu trường. Nếu có thể chiến thắng Huyết Ưng vệ, không chỉ 50 tòa thành này được hoàn trả, ta còn dâng thêm 50 tòa thành khác và 5 viên thiên đan. Ồ, khẩu khí bá đạo nhà sở của Huyết Ưng Vương vừa chấm dứt, nhất thời làm khán giả kinh ngạc tới sợ hãi. Mở mồm ra là 100 tòa thành cộng 5 viên thiên đan, cực kỳ giá trị. Chí tôn tứ phẩm trở xuống, nếu dùng được một viên này thực lực tăng một phẩm. Vô số cường giả chí tôn vì cái này mà đổ máu sứt đầu tìm kiếm. Cửu U cũng giật mình, hiển nhiên không ngờ Huyết Ưng Vương là trời lớn đến thế. Có vẻ như đánh hạ Cửu U Cung, hắn ta dốc hết vốn ra đánh cược. Bất quá thế này, nếu Cửu U Cung mà thua ta chẳng đòi hỏi gì cao sang, chỉ cần các người tỏ ra thuần phục Huyết Ưng Điện chúng ta là được. Dĩ nhiên ta cũng chẳng hứng thú cai quản Cửu U Cung các người. Huyết Ưng Vương cười nhạt nói tiếp. Ngươi, Đường Băng Cao mày giận dữ. Huyết Ưng Vương lòng dạ độc ác xấu xa, để hạ nhục Cửu U Cung hắn không từ thủ đoạn nào. Một khi Cửu U Cung tỏ ra thuần phục, dù là chỉ lời thoáng ngoài miệng, từ đó là sĩ khí tan nát, Cửu U Cung thật bị giải thể. Mực Trần nhíu mày, hai mắt lạnh đi. Thủy Hoàng hơi nhíu mày một chút nhưng chẳng nói gì. Đại La Thiên Vực tranh đấu rất khốc liệt, chỉ có chiến tranh mới có thể làm thế lực duy trì và phát triển. Sao nào, nếu các người không dám ứng chiến ta cũng chẳng trách, nhưng 50 thành thị này thì đừng có nói chuyện đòi lại với ta. Huyết Ưng Vương hất mặt thách thức Cửu U. Cố mặt lạnh như băng, dĩ nhiên nàng biết rõ tâm tư ác độc của đối phương. Chỉ nghiêng qua nhìn gã thống lĩnh của mình, Huyết Ưng Vương muốn hai quần chính diện đối chiến, mà hiện giờ Mục Trần mới là thống lĩnh Cửu U vệ. Khiêu chiến này nên để hắn quyết định. Mái mắt đổ dồn về Mục Trần, Ngô Thiên khoanh tay đứng trên trời, khóe miệng nhếch lên quan sát Mục Trần. Chỗ này Huyết Ưng Vương đúng là tuyệt diệu, để cho Cửu U cùng nằm vào đường cùng. Mục Trần chậm rãi mở miệng nhìn Cửu U nhẹ gật đầu. Cửu U thấy vậy kinh nghi rồi nghiến răng lạnh lùng cất tiếng. Được, ván cược này Cửu U cùng chúng ta tiếp nhận. 3 ngày sau, quân đấu trường Huyết Ưng Điện, các người nên chuẩn bị sẵn cống phẩm cho tốt đi. Chương 707, chiến trận sư. Cửu U Vương thật là khiến người ta thán phục à. Cửu U chấp nhận đánh cược, Huyết Ưng Vương bật cười ra tiếng, nhưng mà đôi mắt đó chỉ càng tỏ ra lạnh lùng và giả dối. Nếu đã vậy, vụ đại náo Ma Mãng Thành hôm nay ta bỏ qua. 3 ngày sau, tại quân đấu trường Huyết Ưng Điện, ta chờ tin tốt. Huyết Ưng Vương đạt được mục tiêu, không còn gì vấn vương nữa. Vùng tay tạo thành một luồng hào quang lấp lóe, bọc lấy Huyết Ưng vệ. Rồi tất cả hóa thành một tia sáng đỏ bay vào linh trận truyền tống. Hào quang tan đi, tất cả biến mất. Trên bầu trời Thụy Hoàng thấy việc diễn ra như thế chỉ mỉm cười. Bản thân là một trăm tang hoàng, nhưng mà việc đánh cược hai bên cùng chấp thuận thì lão chẳng có lý do để cản. Chỉ để lại cái liếc nhìn Cửu U cùng Mục Trần rồi linh thể chậm rãi tan. Cố họa xuống cạnh Mục Trần. Vất vả người rồi, về Cửu U cùng thường nghị trước đã. Mục Trần khẽ gật đầu không nán lại nữa, dẫn cứu vệ hướng linh trận truyền tống biến mất. Hai đạo quần đồng đúc bỏ đi, thành thị nhất thời yên tĩnh lạ thường, sau đó là tiếng ồn ào vang động. Cái này nó nhiệt nhà, Huyết Ưng vệ đấu Cửu U vệ. Huyết Ưng Vương chẳng qua chỉ là khiêu khích Cửu U cung. Huyết Ưng vệ so sánh thực lực hay quân số đều hơn Cửu U vệ. Trận chiến quy mô như thế, Cửu U vệ khó có được phần thắng. Cái này chưa chắc, Huyết Ưng vệ đồng đảo bình thường lại là do nhiều thống lĩnh phân ra quân đoàn huấn luyện. Ngô Thiên nhiều năm chỉ quản lý một nửa chứ mấy,
Nếu ép tất cả là một e rằng là hại nhiều hơn lợi. Nhưng mà cho dù có được một nửa huyết ưng vệ cũng đủ nghiền nát cửu vệ quân số sấp xỉ 1000 kia. Cửu cung dám nghênh chiến đấu chắc chắn có kỳ chiêu ẩn giấu. Ai biết được. Cửu cung trong đại điện. Cửu ngồi trên vương tọa nhíu mày. Không khí trong đại điện khá nghiêm trọng. Xem ra huyết ưng vương là muốn chấm dứt triệt để với chúng ta. Cửu lầm bầm. Huyết ưng vương cũng khá cay độc. Nhận thấy cửu cung căn cơ bạc nhược. Nhu cầu cần thiết nhất là phải giành lại quyền quản lý thành thị thu bệ trí Tôn Ninh Dịch. Hắn muốn dùng món hơi này để cửu u không thể cửu tuyệt phải tham gia cược. Đối với cửu u cung, lần đánh cược này là một lần cơ hội, nhưng cơ hội lại có được từ một cái cạm bẫy rõ ràng. Quân số huyết ưng vệ hơn xa cửu vệ chúng ta, nếu chính diện xào phòng chúng ta khó có cơ hội. Đường băng lo lắng. Trong đại điện, đám đầu lĩnh như Khâu Sơn cũng trầm tư, chỉ đưa mắt nhìn thống lĩnh Mục Trần. Tài năng Mục Trần thể hiện hôm nay là triệt để thu hút nhân tâm. Huyết ưng vệ tổng cộng bao nhiêu quân? Mục Trần đột nhiên hỏi. Hơn 5.000, nhưng với khả năng Ngô Thiên cùng nắm là thống lĩnh được phần nửa. Nhiều hơn khó mà thi triển được chiến lý. Nếu hắn không muốn bị phản vệ, dù vậy một nửa cũng không, cũng là quá đông so với cửu u vệ. Khâu Sơn lập tức trả lời. Mục Trần gật đầu. Huyết ưng vệ cũng chẳng phải đám ô hợp, lại có ưu thế quân lực, mà Ngô Thiên cũng chẳng phải kẻ bất tài, thật không có dễ dàng. Mục Trần, trận đấu cược này người nắm mấy phần? Đường băng hỏi. Việc này là khá quan trọng với cửu u cung. Thắng dĩ nhiên cửu u cung, nhân đó trở mình. Thuế một năm của 100 thành thị thừa sức khiến tài nguyên trở nên dồi dào. Nếu thua e rằng là nhát dao chí mạng. Cửu u cung và huyết ưng điện là hai thế lực ngang cấp ở Đại La Thiên Vực. Nếu cửu u cung nhận thua thuần phục thì địa vị tự sáng xuống một cấp bậc, trở thành một nỗi nhục muôn thuở, là đòn đánh nặng cho tinh thần quân lính cũng như mọi người trong cửu u cung, gần như có tính chất hủy diệt. Mục Trần chậm rãi nói, nếu Ngô Thiên có thể thống lĩnh một nửa huyết ưng vệ, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Hơn nữa, chúng muốn thắng ta cũng không có dễ dàng. Ngữ khí trầm thấp, khí tức hiếu sát phà vào mặt làm cho mọi người trong điện rùng mình. Xem ra trận chiến này tất nhiên là một hồi quyết chiến. Đây là quan hệ đến tổn vong cửu u cung. Mọi người đều trở nên trầm tư. Rốt một tiếng động lạ vang trong không khí im ắng. Mọi người giật mình ngẩng mặt kinh ngạc thấy một cô bé mặc đồ đen ngồi cạnh Mục Trần, trên tay cầm trái cây, miệng cắn một tiếng. Dĩ nhiên là tiểu cô nương xuất quỷ nhập thần Mạn Đà La. Người là ai? Đường băng kinh ngạc trợn mắt trong địa. Trọng địa cửu u cung, bên ngoài cửu u vệ mạnh nhất đứng gác, sao lại có một tiểu cô nương xuất hiện? À không sao, nàng ta là muội muội của ta. Mục Trần hốt hoảng phân mùa. Nghe nói thế, Mạn Đà La chỉ dương mắt nhìn, miệng lại tiếp tục nhai trái cây, chẳng phản bác biến nhắc. Ta có thể giúp các người một cách, nhưng ta có điều kiện. Mục Trần sừng sốt, điều kiện gì? Gương mặt búp bê của Mạn Đà La mỉm cười ngọt ngào, sáng vẻ ngây thơ vô số tội cực kỳ đáng yêu. Đến cả đường băng mới vừa rồi còn kinh nghi cảnh giác, lúc này là bần thần không đề phòng nữa. Còn Mục Trần nhìn thấy nụ cười nguy hiểm đó, lòng càng lo lắng. Chớ có căng thẳng, điều kiện của ta dễ lắm, cho ta mượn bất hủ đồ lục 10 ngày. Mạn Đà La miệng chúm chím trả lời. Không được, Mục Trần gần như thốt lên ngay lập tức. Trang giấy bất hủ đồ lục kia cực kỳ quan trọng với hắn, tuyệt không thể lấy khỏi cơ thể giao cho người khác. Mảnh bất hủ đồ lục này liên quan tới vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần không hề hoài nghi sức hấp dẫn của nó. Cái thứ này ngay cả siêu cấp cường giả địa chí tôn cũng phải tham lam. Ngươi! Mạn Đà La trợn mắt hung hăng, nhưng thái độ Mục Trần lại kiên quyết không cho. Cả hai trừng mắt một hồi, cô nàng là tức tối xì khói. Sao ngươi đột nhiên muốn mượn bất hủ đồ lục? Mục Trần nghi hoặc. Theo lời Mạn Đà La nói, dường như chỉ cần cô nàng ở cạnh hắn cũng có thể hấp thu năng lượng thần văn hoa Mạn Đà La trong đó để áp chế lời nguyền trong cơ thể. Mạn Đà La hơi đắn đo rồi trả lời. Lời nguyền trong người có dấu hiệu bùng phát, ta cần bất hủ đồ lục trấn áp nó. Mục Trần cao mày trầm tư nói, tới lúc đó cứ gọi ta, ta ở cạnh người, hắn không cản trở gì người chứ? Mạn Đà La ngẩn ngơ ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đồng ý. Vậy cảm ơn trước. Mục Trần cười. Giờ thì nói đi, người có cách gì? Mạn Đà La ngẩng lên liếc nhìn mọi người trong đại điện. Hễ ai bị nàng nhìn tới đều cảm thấy một ngọn núi đè lên trên người, run rẩy dưới uy áp kinh khủng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Người thân là linh trận sư, đã nghe qua chiến trận sư chưa? Mạn Đà La lạnh lót cất tiếng. Chiến trận sư?
danh xưng lão Hoắc Vàng, tất cả mọi người luồn cả một trần chưng hửng, không biết chỉ có Cửu U thì hơi đăm chiêu. Thời viễn cổ, chiến trận sư là một phần loại linh trận sư. Ở trận địa hạo kiếp đại thiên thế giới, chiến trận sư là nhân tố sáng chói cực kỳ. Họ chỉ huy quân binh vạn tộc xông lên tiền tuyến, luôn là quân tiên phong. Chính vì thế mà tổn thất của họ là nghiêm trọng nhất. Những thế hệ truyền thừa bị xóa sổ, đến khi kiếp nạn qua đi, sự tồn tại của chiến trận sư trở nên cực hiếm. Tới thời đại này, ít có ai biết được sự tồn tại của chiến trận sư. Mandala từ tốn kể chuyện, chiến trận sư có thể ngừng tụ sức mạnh của một quân đoàn phát huy ra năng lượng cực hạn. Những chiến trận sư xuất sắc nhất, nếu có quân đoàn đủ dũng mãnh, họ thừa sức chiến một trận thống khoái với thiên chí tôn. Nhất thời trong đại điện chấn kinh, mọi người thở không ra hơi, chống cự thiên chí tôn. Những siêu 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 cường giả đỉnh đỉnh của đại thiên thế giới lại có thể đối chọi bằng nhân số sao? Mục Trần nghe mà liếm môi, mắt trở nên nóng cháy nhìn Mạn Đà La không có chớp mắt. Người biết cách trở thành chiến trận sư, không biết Mạn Đà La buông một câu phũ phàng. Mục Trần suýt chút nữa té sấp mặt, nhìn cái vẻ mặt của cô nàng sững sờ không nói nên lời, hồi sau mới tỏ ra tức tối. Người giỡn mặt ta, nếu không phải hắn biết trước tiểu cô nương này bề ngoài đáng yêu, thực lực siêu cường đáng sợ, e rằng lúc này đã một cước rút nàng khỏi đại điện. Tuy không biết nàng cách nào trở thành chiến trận sư, nhưng ta có thứ này hẳn có ích cho người. Mạn Đà La thấy hắn tức đến bốc khói, lúc này mới từ tốn lấy một tấm thẻ tre có vẻ cũ kỹ hư hỏng, còn vẻ loang lổ như vết máu bao năm tháng dính trên đó, còn chưa có mở ra nhưng khí tức nặng thiết huyết vô song phả vào trong mặt. Mục Trần cẩn thận tiếp nhận thẻ tre, nhìn thấy bên ngoài có mấy chữ đỏ ẩn hiện. Chiến trận tâm. Chiến trận sư là một nhánh của linh trận sư. Người đã có căn cơ muốn nhập môn tàng nghĩa không khó. Dù không có cách nào cho ngươi một phát hóa thành chiến trận sư ngay, nhưng muốn lấy ít địch nhiều chiến thắng huyết ưng vệ, cái này hẳn không khó. Mạn Đà La nói. Mục Trần cầm thẻ tre nọ gật đầu thật mạnh. Tại thiên thế giới huyền ảo vô biên, chiến trận sư này đúng là lần đầu hắn mới biết đến. Vậy là thời gian tới, hắn sẽ hoàn toàn nghiên cứu chiến trận tâm. Trận đánh cược này quá mức quan trọng, hắn không thể thua. Lúc này đây, hắn phải thắng.